Năm an toàn giao thông 2024 tiếp tục được triển khai với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Trong đó, mục tiêu hướng đến không chỉ kéo giảm tai nạn, giảm ồn tắc giao thông mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thời gian qua, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã có phần hình thành nét văn hóa đã uống rượu bia không lấy xe, vi phạm về chở quá tải trọng xe, cơi nới thành thùng xe ô tô tải được xử lý một cách căn bản. Mặc dù vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn có diễn biến phức tạp để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2024, Vĩnh Phúc hướng đến 3 mục tiêu: nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, số người bị thương, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính. Đặc biệt ngay từ đầu năm, Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cán bộ đảng viên, công chức viên chức phụ huynh học sinh, thầy cô giáo nêu gương thượng tôn pháp luật, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn bên cạnh đó kiên quyết kiên trì xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm về nồng độ cồn tốc độ tránh vượt sai quy định chở hàng quá tải trọng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô xe máy đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng và an toàn giao thông tại các dự án đầu tư nâng cấp sửa chữa bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường quản lý kiểm tra về an toàn kỹ thuật của phương tiện giao thông cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải